Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ năm ngày 4 tháng 5 năm 2023 từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, còn vài ngày nữa nước Nga sẽ tổ chức ăn mừng ngày chiến thắng. Ngày chiến thắng hàng năm tổ chức ăn mừng là ngày 9 tháng 5. Ngày này năm xưa 1945. Khi ấy, Nga thắng quân Đức và tổ chức ăn mừng. Đó là sự chiến thắng lên trên sự độc tài phát xít của Đức. Năm nào Nga cũng tổ chức hết. Nhưng năm nay, thưa quý khán giả, Nga chuẩn bị tổ chức ăn mừng chiến thắng. Thì Tổng thống Vladimir Putin bị ám sát hụt. Số là vào ngày thứ tư hôm qua ở bên nước Nga tức là khoảng chừng cách đây mười mấy tiếng thôi thì có hai chiếc drones tức là máy bay không người lái tấn công vào tòa nhà Kremlin ở tại Moscow khi ấy phát ngôn viên của điện Kremlin là ông Dmitry Peskov ở gần đó làm việc gần đó ông nói rằng là hai chiếc máy bay không người lái tấn công vào Điện Kremlin thì ngay lập tức đã được lệnh của quân đội cho bắn hạ ngay hai chiếc máy bay không người lái này. Theo lời của ông Prigozhin là lãnh đạo của chiến binh thương mại Wagner, ông Prigozhin nói rằng trong những ngày qua chiến sự ở tại mặt trận tiền phương lên rất là cao và ông nghi ngờ đó là có gì đó ở hậu phương mà ukraine cần phải giải quyết đó là theo lời của ông prigozhin là lãnh đạo của chiến binh thương mại nga chiến binh thương mại wagner tờ algeria đã thuật lại như thế và đương nhiên, thưa quý khán giả, khi mà thấy hai chiếc máy bay không người lái này tấn công vào Điện Kremlin thì ai nấy cũng đều nghi ngờ là có chuyện gì đó mà Ukraine đang làm. Chắc quý khán giả cũng còn nhớ cách đây khoảng một tuần, tướng Lloyd Austin là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ. Đã bay qua bên nước Đức Ở tại Ramstein Phi trường quân sự nơi đó Họp với 50 bộ trưởng bộ quốc phòng Của các quốc gia Nhất là trong khối NATO Để mở mặt và đóng mặt Mở một trận tổng tấn công lại nước Nga Từ đó đến nay chưa thấy có cuộc tổng tấn công nào Thì bây giờ Nhiều người Nga cho rằng một trong những mục tiêu đầu tiên mà mỹ cũng như nato và ukraine muốn làm đó là ám sát tổng thống vladimir putin và khi tổng thống vladimir putin bị ám sát xong không còn hiện hữu trên đời nữa thì tinh thần chiến đấu của quân nga sẽ xuống dốc và dân của nga sẽ không còn bình tĩnh Lúc đó, đó chính là họ mở một chiến dịch tổng phản công mùa xuân. Tổng phản công mùa xuân đầu tiên là phải hạ gục được Tổng thống Vladimir Putin. Đó là suy luận của nhiều người Nga. Và suy luận này có cơ sở nhưng ngay lập tức thưa quý khán giả cố vấn an ninh của nước Ukraine là ông Mikhail Podiyayak ông tuyên bố đó là việc mà hai chiếc máy bay không người lái tấn công vào điện kremlin nước Ukraine không có dính líu gì hết nước Ukraine chủ trương là chiến tranh quy ước nếu có làm chuyện gì thì làm công khai chứ không làm những chuyện lén lút đằng sau như thế. Đó là phát biểu của bên phía của Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia ông Mikhail Bodilayak đã tuyên bố như thế. Nhưng có mấy ai tin được vào lời tuyên bố của ông Mikhail Bodilayak? Có mấy ai? Trường hợp mà Hai chiếc máy bay không người lái này tấn công vào Điện Kremlin Nói rằng những người bất mãn ở tại Nga làm chuyện đó Thì phần trăm rất là nhỏ nhoi Mấy ra chỉ được có chấm 2 hoặc chấm 3 phần trăm thôi Vì những người ở tại Nga có đủ khả năng để làm chuyện này Thì tình báo của Nga, bộ nội vụ của Nga đã nắm vững Nên con số đó hầu như không có còn khả năng các chiếc máy bay không người lái do Mỹ, do Tây Phương, do NATO và do Ukraine làm chuyện này. Với sự đồng ý của nước Ukraine thì theo nhiều người nhận định là lên tới hơn 90%. 98% Tôi nghĩ rằng việc mà nhận định đối với tôi con số đó là con số chính xác cứ thường là nước Mỹ hoặc là những quốc gia nào đó trong NATO thu ghét Nga và có sự đồng ý của Ukraine tìm bằng mọi cách hạ sát cho bằng được Tổng thống Vladimir Putin để rồi khi mà Tổng thống Vladimir Putin gục xuống thì họ mở một cuộc tổng phản công vào mùa xuân mùa xuân ở bên châu âu đó sắp sửa rồi vì ở bên đó là trời lạnh bây giờ thì đã bắt đầu ấm áp vậy thì ngày chiến thắng của nga ngày 9 tháng 5 cũng là ngày mà nước ukraine hồi xưa là một thành phần của xô viết thì họ cũng tổ chức ăn mừng dự trù như thế là họ tính hạ sát được tổng thống và vladimir putin thì họ tổng phản công lại đó là chiến dịch tổng phản công của mỹ của nato và của ukraine nghĩ rằng ngày chiến thắng này sẽ được ăn mừng lớn hơn không cho nga có một ngày chiến thắng nhưng trời đã phù hộ cho Tổng thống Vladimir Putin. Ông đã thoát hiểm. Và vì như thế, tình báo của Nga và quân đội Nga cũng như cảnh sát và công an của Nga được cảnh báo để nâng cao mức cảnh giác đề phòng. Phải tổ chức ăn mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 một cách long trọng và thành công. Không thể để bất kỳ một sơ sẩy nào cho Tổng thống Vladimir Putin. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả. Góc nhìn của tôi, tôi nghĩ rằng việc mà Mỹ, Tây Phương cũng như Ukraine tìm cách hạ sát Tổng thống Vladimir Putin qua hai chiếc máy bay không người lái này tấn công vào Điện Kremlin thì cứ thường như tôi nói, nhiều người Nga nhận định lên tới 98% thì tôi cũng nhận định như thế. Vì đây là nhu cầu của Mỹ, của Tây Phương và Ukraine. Bao lâu Tổng thống Vladimir Putin còn thì bấy lâu họ hãi sợ. Họ thấy rằng kéo dài chiến tranh thì Ukraine bị thiệt hại vô cùng. Mỹ và Tây Phương chưa thắng nổi Nga chỉ cần một người gục xuống thì chiến dịch quân sự đặc biệt của nga ở tại ukraine sẽ gục ngã và nga sẽ từ từ mất nhiều lãnh thổ và phải quỳ lại tây phương và nước mỹ đó chính là mạng sống của tổng thống vladimir putin đó là thông tin và góc nhìn của tôi chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau